Hello. Chiếc máy bay trong hãng mình, chiếc này nó sơn. Chiếc này là chiếc 727. Cái sơn nguyên chiếc luôn. Bây giờ nó chiếp cái sơn ra hết rồi. Nhưng mà nó chiếp cái sơn ra hết xong rồi bắt đầu nó dán mấy cái kiến lại. Nó chiếp cái sơn ra hết xong bắt đầu nó dán mấy cái window, nó dán mấy cái động cơ đầu lại xong bắt đầu nó mới sơn femur. Nó sơn dán cái cánh này lại, cái cánh này sơn sao. Nó chùm ni lông vậy đó ha. Chiếc này là chiếc 727 ha. Nó chà, nó chiếp xong, nó sạch hết xong bắt đầu nó dán cái cần thiết, nó dán lại hết xong nó rửa, nó xịt nước, nó rửa sạch sẽ hết xong ngày mai nó vô nó sơn. Che cái cánh lại, nó sơn cái thân trước, sơn cái thân xong hết rồi bắt đầu nó mới dán cái thân lại, nó sơn cái cánh sao. Tại vì nó chiếc này nó sơn nhiều màu, nó có sọc sọc, màu vàng, màu xanh, màu trắng. Chiếc này là VIP, chiếc này nó đi chơi nha. Chạy qua đây nó che lại hết cái cánh. Dưới cánh là màu xanh, che đi lồng lại hết ha. Động cơ sơn một chiếc như vậy là bữa đến nay làm nghỉ chắc cỡ 10 ngày rồi đó, làm kỹ lắm, 10 ngày. Cái đùi đó. Dán lại hết rồi. Cái này mình nhìn không thấy luôn. Không nhìn thấy toàn cảnh ha. Để ngày mai mình quay một cái clip khác sơn cái thân xong ha. Này là chân ha. Ok, bye bye.